Đến hẹn lại lên, sau buổi dịp bắn pháo hoa, khi biển người rời đi, công viên Bến Bạch Đằng tại quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh lại xuất hiện biển rác. Chuyện rác thải xuất hiện sau khi kết thúc một sự kiện đông người là chuyện thường thấy ở bất cứ đâu. Phần lớn rác ở đây là những tấm ni lông hoặc giấy, xốp, đến người dân lót ngồi xem pháo hoa và chai, ly nhựa. Tất cả đều bị vứt bừa bãi ra đường. Có lẽ người ta đã quá quen với cảnh này nên vẫn thờ ơ, ngồi uống nước, trò chuyện như bình thường. Tuy nhiên, nhìn những hình ảnh này, chắc hẳn nhiều người sẽ thấy ấm lòng hơn rất nhiều khi vẫn còn đó những tấm lòng vì cộng đồng và vì một môi trường xanh, sạch, đẹp. Tụi em muốn nhìn thấy một cái trái đất thật là màu xanh và hiện tại có rất là nhiều khách du lịch từ tất cả các nước về đây. Người ta sẽ có những cái người ta nhìn, em mong muốn là người ta nhìn với Việt Nam bằng một cái ánh mắt đó là tự hào vì ở đây người dân của mình đã hiếu khách rồi và đất nước của mình càng đẹp nữa, thì á là một cái điểm thu hút người ta về. Và cái văn hóa của mình là văn hóa đang là truyền thống yêu nước, mà yêu nước là từ những cái điều nhỏ nhất, thì từng cọng lá nhặt từng cái chiếc rác thôi, nó cũng là một cái hành động thể hiện lòng yêu nước ạ. Dạ. Trước đó, hàng ngàn người đã kéo về phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng để ngắm pháo hoa, tạo nên bầu không khí vô cùng đông đúc và sôi động. Tuy nhiên, khi họ rời đi, rác thải bị bỏ lại tại chỗ, chờ các công nhân môi trường hoặc các tình nguyện viên tới dọn. Công viên Bến Bạch Đằng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Vào các dịp lễ Tết, đây là nơi tập trung rất đông người dân và du khách đến tham quan, hóng mát hoặc xem các chương trình biểu diễn âm nhạc, bắn pháo hoa.